Xin chào tất cả các bạn, hôm nay phụ kiện xe hot.net sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm chân treo TV di động 3 chân, dùng treo các TV từ 32 inch đến 43 inch, chuyên dùng trong các buổi hát karaoke, tiệc cưới sân khấu nhỏ, tiệc ngoài trời rất là tiện lợi, gấp gọn lại mang đi rất tiện. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp ra và lắp lên cho các bạn xem chi tiết nó rõ hơn nha. Ở đây nó có một cái ốc vặn để tùy chỉnh kích thước. Cái này cái giá chân di động này rất là tiện lợi, khi đi di chuyển rất là dễ, gấp gọn và di chuyển rất là dễ. Các bạn có thể sử dụng trong sân khấu ngoài trời, đám cưới, đám tiệc, hay là hát loa kéo vân vân, chơi nhạc karaoke. Cái này rất là gọn gàng và nhẹ, các bạn có thể mang theo đi du lịch trên xe máy hoặc là xe hơi vân vân. Các bạn siết ốc lại là rất là cứng cáp. Ở dưới chân này nó có đế cao su thì các bạn có thể chống chân trượt nha, ba góc. Làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện thì ống sắt rất là dày và cứng cáp. Ở đây thì các bạn có thể nâng chiều cao TV lên nha. Ở đây cũng có thể nâng chỉnh chiều cao cho ý thích của các bạn nha. Đây là chiều cao nhất nè. Mình sẽ lấy thước ra đo xem thử là nó sẽ có chiều cao tối đa là bao nhiêu nha. Đây là chiều cao tối đa. Chiều cao tính từ mặt đất lên tới tới đây là 1m6 nè. Khi gắn cái bát lên nữa thì nó sẽ là 1m7 nè. Nó nằm ở xuống giữa TV là nó 1m7. Chiều cao thấp nhất, thấp nhất là 1m3 nha. Các phụ kiện gắn vào bát TV, gắn vào TV thì nó sẽ gồm những cái phụ kiện sau đây. Thì đây là cái bát để gắn lên cái chân giá đỡ. Đây là hai cái bát này để gắn vào phía sau TV. Sau khi gắn vào TV thì sẽ móc hai cái bát này lên cái bát này. Đây là bộ ốc. Ốc vít để mình gắn vào TV nha. Nó có nhiều size để tùy phụ thuộc vào cái size ốc của TV thì mình có thể gắn vào TV theo cái ốc nào phù hợp thì mình gắn thôi. Còn nếu mà không lỗ ốc TV mà nó không vừa thì các bạn có thể ra những cái cửa hàng bán đồ điện nước hay đồ điện gia dụng thì có bán mấy con ốc phù hợp nha. Giờ mình sẽ gắn lên thử nha. Xây 360 độ nha. Đây là nhóm TV mình gắn lên đây. Nhóm cho bạn có thể xí lại đây.
có thể sử dụng những loại giá treo tivi, khung treo tivi hàng nhập khẩu của hãng NB thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bên mình có cung cấp những mẫu sản phẩm giá treo tivi di động có bánh xe có khóa chất lượng cao của chính hãng nhập khẩu chính hãng NB, thì có mẫu như là AVA 1500 và AVA 1800. Thì các bạn có thể truy cập website phụ kiện siêu hot.net để đặt mua, chúng bên mình sẽ giao tận nơi trên toàn quốc nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy like và nhấn like và theo dõi để cập nhật những sản phẩm mới lạ mới tại phụ kiện siêu hot.net nha.